Chào các bạn, hôm nay mình sẽ review về một ICO mới, ICO Strategic Blockchain đối với dữ liệu chuyên nghiệp được bảo mật và đáng tin cậy. Các bạn có thể tham gia, có thể địa chỉ email của mình và áp dụng ngay bây giờ một cách tối chuột tại đây. Dự án ICO này của chúng tôi thì đã được qua các đơn vị đánh giá với mức điểm tương đối cao như ICO Bank là 4,5 điểm, xét ICO đánh giá 5 điểm, ICO Max đánh giá 9,6 điểm. For ICO đánh giá 9 điểm, For ICO đánh giá 4,8 điểm. Về phương tiện truyền thông thì có qua các trang mạng như là Yahoo, CES, CCN, Hoy, Speaker, v.v. Chartlogic là một nền tảng tạo điều kiện cho việc xác thực kỹ thuật số dữ liệu chuyên nghiệp lưu trữ phiên bản được chứng thực trên blockchain và làm cho nó có thể chia sẻ dựa trên quyền lợi của người dùng. Hiện tại đang có hơn 100.000 người dùng thử phiên bản beta trên ứng dụng App Store của chúng tôi. Về quan hệ đối tác thì có các đối tác như là AIE, STEP, Cộng hòa Suriname, Cộng hòa Guinea, Liên minh Y tế Tây Ban Nha của Italia, Swiss. Đây là một công cụ AI hỗ trợ cho nền tảng Chartlogic. Giao thức xác thực dữ liệu AI và PIA được điều khiển giao thức cho phép xác thực dữ liệu hợp đồng thông minh, ký quỹ và HS tạo điều kiện cho Sparling và Seamless lưu trữ dữ liệu. Mô hình tuyển dụng ngang hàng, tận dụng thuật toán dựa trên cơ sở độc quyền dựa trên AI để đối sánh và thông báo cho các đồng nghiệp tiềm năng và làm cho các tài năng tập trung phù hợp với những sự tài nguyên tập trung được phân quyền. Đây là sự lộ trình phát triển của dự án ICO Chartlogic. Dự án được bắt đầu phát triển vào tháng 3 năm 2017, nghiên cứu thị trường đã hoàn thành và dự thảo khung yêu cầu đầu tiên. Trong tháng 5 năm 2017 thì dự thảo phát hành thứ hai và hoàn thiện triển khai UI trên web. Tháng 7 năm 2017 kinh doanh quảng cáo siêu hàng với chính phủ quốc tế. Tháng 9 năm 2017 hoàn thành và triển khai OEU trên thiết điện di động. Tháng 11 năm 2017 thì đã ra mắt ứng dụng web beta. Qua đó thì tháng 1 năm 2018 thì sẽ đã có 50.000 người dùng đăng ký và là thực thành công sở chạy ứng dụng cho thiết bị di động Android và iOS bắt đầu phân tích về triển khai blockchain. Tiếp đó cho đến hiện tại thì đã bắt đầu giao thức xác thực quy trình bắn mã thông báo khiến tiền cũng tích hợp tính năng với nền tảng hiện tại của blockchain POC. Dự kiến thì sẽ tháng 9 năm 2018 sẽ bán đám đông, tiếp theo đó phân phối mã thông báo triển khai giao thức xác thực dữ liệu. Cho đến năm 2019 thì phát triển mô hình tuyển dụng ngang hàng và mở rộng hệ thống Chartlogic cho các chính phủ đã ký kết và tích hợp hệ thống xây dựng danh tiếng, tích hợp danh mục đầu tư kỹ thuật số cho các nhà cung cấp dịch vụ độc lập. Còn đây là đội ngũ thành viên của nhóm Chartlogic trước đây từng làm việc tại một phần của các tổ chức có uy tín như là Chelsea, Wells Fargo, Bank of America, Dynasty, Panasonic, Dell, vân vân. Đây là người sáng lập và CEO, đồng sáng lập và giám đốc phát triển kinh doanh. Các bạn có thể click tại đây để xem toàn bộ các thành viên trong đội ngũ phát triển và phát triển của chúng tôi. Còn đây là nhóm cố vấn của dự án ICO tại đây. Các bạn có thể click thêm vào đây để tìm hiểu thêm về các nhà cố vấn của dự án ICO Chartlogic. Về hoạt động dự án ICO này hoạt động như thế nào cũng như mô hình hoạt động của dự án. Thứ nhất là truy cập dữ liệu, các công ty sử dụng thẻ để truy cập dữ liệu chính thực. Người dùng sử dụng thẻ để có thể được các mẫu chuyên nghiệp của họ. P2P thuê, các công ty sử dụng thẻ để tận dụng các mạng kia để lấp đầy các vị trí mở. Về chi tiết mã thông báo thì các loại mã thông báo của ERC20 ký hiệu là TLT, tên mã thông báo Chartlogic. Một TLT sẽ có giá với tương đương 0.08 đô la, cung cấp tối đa là 427.222.610, với mức mũ mềm là 2 triệu với cứng là 16 triệu đô. Hoán đổi với các loại hình tiền Ethereum, Bitcoin, LTC, DCH. Các bạn có thể tham gia ngay rút lấy vào các điểm này vị trí mail của mình và áp dụng ngay bây giờ tại đây ạ. Tiếp theo đó thì đây là phân bổ tiền thì sẽ dành 40% cho
sự phát triển lợi nhuận 10% in subscription, 6% level, 4% cho all the cost, với 2,5% mã thông báo được phát hành 3 tháng một lần. Đây là cái phân phối mã thông báo, và đây là các tin tức được đưa ra bởi các trang mạng báo chí được đưa ra để giới thiệu về dự án ICO Trust Logic của chúng tôi. Đây là các tin tức như là cách nào để giữ dữ liệu chuyên nghiệp của xác minh và đáo tin cậy mang lại lợi ích cho người dùng Việt, quy trình theo hướng dữ liệu bước tiếp theo trong sử dụng, vân vân. Các tin tức khác các bạn có thể truy cập trực tiếp vào trang web của dự án ICO để tìm hiểu chi tiết hơn. Và các bạn có thể tải phiên bản dùng thử beta tại đây qua các App Store, Google Play của các hệ điều hành iOS và Android. Video của mình đến đây, xin chào và hẹn gặp lại.